Xin chào các bạn, mình Thảo Chuyên. Hôm nay mình sửa một chiếc sạc pin cân bằng iMac V6 này. Con này ý tưởng là không cân bằng pin được, không sạc được và không cân bằng được. Mình đã bóc ra đây rồi. Thì cho các bạn xem cái hình ảnh khi mình bóc ra. Đây, khi mình bóc ra thì có một con MOSFET ở chỗ này mất tên luôn nhé. Chỗ này khá là lát, một con tràn, con MOSFET này. Nó là điểm này này. Mình đã bóc ra rồi. Tràn MOSFET và điện trở mình bóc ra nhé. Và tiếp theo là một con linh kiện chỗ này. Đây, một con chỗ này. Mình bóc ra đây, nó lát như này nhé. Con này là MOSFET thuận 4001D. Máy vào là MOSFET kênh P ra kênh L. Thì con này nó có mấy con công suất sau này mình gỡ ra rồi, mình gỡ để mình chạy mạch này, sơ đồ mạch nó dưới đây. Thì mình thấy nguyên lý của nó đơn giản thôi, nó là kiểu mạch hạ áp bắc bớt gì đó, gần giống kiểu mạch tăng áp. Thì từ điện áp đầu vào thì nó căn cứ vào nó nhận diện pin là loại gì thì là nó sẽ xuất điện áp ra tương ứng thôi. Thì nguyên lý cơ bản của cái này mình hiểu như sau. Thứ nhất là nguồn đầu vào này, thì nó sẽ có một cụm nguồn để nó cấp cho con vi điều khiển và màn hình và các phím này để điều khiển các tính năng. Đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai đó là mạch động lực từ nguồn đầu vào qua cuộn dây này, qua cuộn dây chỗ này và các con công suất ở bên dưới mạch ấy, nó sẽ tạo ra điện áp tương ứng với chế độ mình chọn để nó sạc cho pin. Thì trước khi nguồn đầu vào được cấp cho cái mạch tăng áp này là nó phải chạy qua một con MOSFET thuận ở đây là đã bị bóc rồi nhé, chỗ này. Và trước khi nó sạc cho pin thì nó phải chạy qua một con MOSFET kênh L ở đây nữa, MOSFET ngược nhé, thì mới sạc được cho pin. Sơ đồ của phần sạc nó ở đây, từ nguồn đầu vào này, MOSFET thuận này, con MOSFET thuận mình bóc ra này, quận L này, con MOSFET công suất ở dưới đây và đi qua con diode. Chỗ này các bạn nhìn có ba cái chân này, hai cặp ba chân này, một cặp ba chân này, chính là một con MOSFET công suất là một con diode và lọc vào cho con tụ to ở đây và cấp vào pin thì dương pin âm pin này, từ âm pin chạy về âm nguồn thì phải qua một con MOSFET kênh N chỗ này bị chết nhé, mình bóc ra rồi. Tiếp theo đó là các bạn nhìn ở chỗ này lượng sau này từ pin đấy nhá, từ pin này mà dương pin này chạy về âm pin này, nó qua một con MOSFET, hai con MOSFET. Một con MOSFET ở chỗ này có cái ba chân này, là con là F80 là F70 cái gì đấy, là mình cũng bóc ra rồi, là mình nhìn nó chạy qua một con điện trở như này, mình hiểu tính năng kiểu như nó để xả nhá. Ví dụ con MOSFET này đóng này thì nó sẽ điện áp từ dương pin chạy qua con MOSFET, chạy qua con điện trở công suất ở đây, chạy qua tiếp con điện trở công suất này để về âm pin, thì mình nhìn như kiểu là điện trở xả cho pin nhé. Còn không có tính năng cái này có xả cho pin hay không, nhưng con này đang bị lỗi con MOSFET này thì nó không thể xả cho pin được nhé, không thể xả hoặc cân bằng pin được này. Là do chết con MOSFET này. Ở đây có một cụm mạch để hạ áp tiên tính từ điện áp đầu vào, nó cấp ra điện áp cho vi điều khiển và các phím ấy. Đây vi điều khiển các phím này, thì các bạn nhìn ở đây có con TL431 nhé, các bạn nhìn mạch hạ áp tiên tính sử dụng TL431. Chân B của nó bình thường sử dụng con Zener, nhưng con này là TL431 đây. Nó có thêm chân RAK đây, nó là con ba chân nhỏ xíu ở trên mạch này. Con nhỏ xíu trên mạch, ba chân này. Kết hợp với một con tràn đi to chỗ này, con ba chân đây nhé. Tiếp theo là cụm cân bằng sạc pin ấy. Thì nó các đầu jack cân bằng sạc pin nó ở đây, thì nó có cân bằng được từ 1S đến 6S thôi, cân bằng từ 2S chứ, 2S thì là ba chân này, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S thì nó các điểm này nó chung nhau cái từ 1, 2, 3, 4 thì 2S thì nó chung nhau cái phần chân 1 này, 3S thì lấy từ 3 chạy về 2, 4S thì nó chạy từ 4 này, từ 4 về 1 này, 5S là từ 5 về 1, 6S là chạy từ 6 về 1. Nguyên lý cân bằng của nó thì nó lệnh từ vi điều khiển nhé. Thì mình nói giả sử từ cân bằng 3S này thì dương 3S này chạy đóng qua một con tràn này,
con tròn thuận này, con tròn thuận này chạy về bốn con điện trở ở đây nhá, để xuống thẳng 2S này, xong thẳng 2S cũng chạy qua con tròn tròn thuận xuống cái thằng 1S, là qua bốn con điện trở, và 1S này về về cái 1S chạy về thằng nào đây? À, 1S chạy về thằng âm của cái 1S nhé. 1S này, cái hình tam giác này. Nó chạy về điểm này này. Nó qua con chan này, nó chặn ngược nhé. Đây là phần cân bằng cell pin. À, tiếp theo mình nói đến cái phần nguyên lý điều khiển của cái mạch động lực này. Các bạn nhìn đây có một con MOSFET này. Hai con này. Ba con này. Bốn con MOSFET nhé. Và tiếp theo là chân 35 này, chân 35 là phần nó sẽ điều khiển ba con MOSFET, một là con MOSFET cấp điện cho cái mạch nâng áp ấy, đó là con V10, ký hiệu là con V10 nó ở đây này. Tiếp theo đó là con MOSFET Q1, đây là con chính để nâng áp này, một là cấp điện này, con MOSFET là con nâng áp này, và con MOSFET thứ hai con xả điện là con này, con Q2 nhé. Còn con MOSFET mà đóng điện cho pin ấy thì là con này là V21, ở đây thì mình vẽ dưới đây nhé. Phần các xung điều khiển thì từ con chân 35 của vi điều khiển là con này xuất ra con R này, 510 ohm này, 510 ohm này, 510 ohm nhé. Mình ghi này thì gặp 510K là sai đấy. Nó nhìn nó hơi lằng ngoằng nhưng từ các quan công suất chân G của con công suất nó đều có một cặp chan driver nhé. Đây một cặp này, hai cặp này, ba cặp này. Thì các bạn nếu để ý này, ví dụ trên mạng này, đây là một cặp này, một cặp này để điều khiển con MOSFET bị bóc ra đây nhé, một cặp này để điều khiển con MOSFET dưới đây, con chân thứ ba này, ba chân dưới đây, còn đây là con diode này. Đây nữa, đây có hai con tràn này để điều khiển chỗ con này nhá, chỗ con MOSFET xả điện này. Tiếp theo là một con MOSFET nhỏ ở đây nhá, con MOSFET nhỏ ở đây các bạn nhìn trên sơ đồ thì nó lại chỉ cần một con tràn thôi. Nếu có một phe nhỏ ở đây V10 thì nó chỉ cần ăn theo con chan ở đây nữa, mình không ký hiệu ở đây nha. À, con chan bị chết đấy. Đây là con MOSFET mà nó đóng điện cho pin này, thì nó ăn theo con chan nhỏ chỗ này, có ba chân nhỏ ở đây này. Đây có con này là ăn theo con V24 nhá. Riêng con này thì chỉ có một con chan thôi. Còn cái cụm nguồn này bây giờ mình sẽ hàn rồi, mình đo xem bao nhiêu, chắc ra 5V hoặc 3,3V thôi. Cụm nguồn chắc không chết. Cụm nguồn này nó bị chết cái phần công suất thôi. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện này. Mình đang định hoàn thiện nó nhưng mà mình bận, mình phải tạm dừng nhé. Thôi tạm dừng video ở đây. Về nguyên lý như thế thì như này có solo mạch mình sẽ sửa thôi. Nếu mà mình có thời gian mình sẽ quay lại. Còn mình tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.